Sau một năm không bắn pháo hoa để phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là công viên Bến Bạch Đằng quận 1 và công viên Văn hóa Đầm Sen quận 11 vào tối 30 tháng 4. Ghi nhận tại công viên Bến Bạch Đằng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, tuy nhiên hàng ngàn người đã chọn sẵn các vị trí có thể quan sát pháo hoa và đứng chờ nhiều giờ đồng hồ. Từ chiều, lực lượng chức năng đã bắt đầu tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Các tuyến đường xung quanh công viên Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ như Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Tố Hữu đều cấm tất cả các phương tiện lưu thông. Càng về sát giờ tổ chức, lượng người đổ về càng đông, không chỉ những gia đình có trẻ em mà còn rất đông các bạn trẻ cũng đến đây xem pháo hoa. Để tiện theo dõi pháo hoa, nhiều gia đình còn mang theo cả thức ăn và nước uống. Tôi đến đây rất là sớm để mà chờ đợi cái khoảnh khắc mà để mà xem như thế này. Đấy, rất là mong đợi sự trở lại của thành phố Hồ Chí Minh, mọi thứ nó tốt đẹp. Mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi bởi vì sau một năm dịch thì thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại nhộn nhịp. Và cộng thêm là Bến Bạch Đằng có khai trương thêm một cái công viên rất là lớn, mọi người tập trung rất là đông. Là mình và bạn mình đi cảm thấy rất là vui. Mình đến từ Long An á, mình đến đây cũng xem pháo hoa thì mình cũng rất là phấn khởi khi mà thành phố mình có thêm nhiều điểm du lịch á, tham quan nhiều điểm mới, nhưng mà thành phố mình dần cải thiện được cái tình hình dịch bệnh á, càng ngày càng đổi mới hơn, nhiều cái điểm tham quan du lịch hơn để mình cũng nhiều phấn khởi để thành phố mình phát triển hơn. Ghi nhận tại công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều đã có đông đúc người dân đến vui chơi picnic chờ xem pháo hoa. Từ 20 giờ, khu vực xung quanh bến thuyền công viên đã đông kín người đến chọn sẵn vị trí có thể xem pháo hoa một cách gần nhất, đẹp nhất. Ngoài các bạn trẻ đến công viên vui chơi xem pháo hoa, thì còn có những gia đình dắt theo em nhỏ đến xem. Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối 30 tháng 4. Đây là lần bắn pháo hoa trở lại sau 4 lần thành phố ngừng tổ chức để phòng chống dịch COVID-19. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.